Đấy, Đấy, duyên dáng không đẹp đấy, Thảo không? Tiên đấy. Cười tiên cười trên cười Thảo Tiên đâu? Máy này, máy Thảo Tiên đâu? Cười đi. Cười đi. Đấy. Đấy. Ui giời ngoan thế. Nhìn đây, nhìn đây, nhìn nhìn. Nhìn đây Thảo Tiên đây. Ui giời. Xinh thế. Xinh thế. Ừ đấy. Đấy. Vì lớn chưa? Đấy. Lạ bất vì. Vi tự giới thiệu về mình đi. Đấy cháu là gì nè, Phí Vi, gì Vi này, học lớp mấy nè, mình giới thiệu ở trường nào đấy, trường Đồng Đồng đấy các bạn, là mình tự giới thiệu về mình đây, bang Lisky đi. Cháu học lớp 5, cháu tên là Phí Yến Vi. À, nhìn vào đây đi. Bố mẹ cháu là Phí Mạnh Quyết, mẹ cháu là Phùng Thị Phượng. Cháu có ba em. Em ui. Em Bảo An em Thảo Tiên. Em Bảo An và Thảo Tiên. Thảo Tiên lớn hơn Bảo An. À ha. Đã. Hoan hô, hoan hô, hoan hô, hoan hô, hoan hô. Thế đây là hoan hô Cola, tự giới thiệu bản thân đi. Barutsuki Azutri. Cháu tên là cháu Hương. Cháu học lớp 5, cháu 11 tuổi. Cháu Tạ Đình Cường học lớp 5, cháu 11 tuổi. Mẹ cháu tên là gì? Cháu có bố mẹ, bố cháu Tạ Đình Nghĩa. Học bố mẹ cháu là Phun Thi Loan. Cháu có một em. Quê quán? Em xa Tạ Đình Mạnh. Tên Việt Nam Tạ Đình Mạnh. Em xa 9 tuổi. Hoan hô. Thế còn chả ơi, đi xua. Đi xua. Phượng chút giới thiệu. Phượng chút giới thiệu. Rồi Mạnh ạ. Chào giới thiệu về mình nào. Phượng chút giới thiệu. Nào Lucy, Lucy. Nhà anh. Lucy gì? Lucy. Chào các bạn. Tên cháu là Misa. Tự đi, tự cháu nói đi. Tự cháu nói đi. Tên cháu là Misa. Đừng nhá thấy không cười. Nhá nuốt hết đi để giới thiệu. Cháu học lớp bao nhiêu? Lớp 2. Cháu học lớp 2. Ngoại ngữ cháu học tiếng gì? Ngoại ngữ cháu học tiếng Anh hay tiếng Em? Thôi cô đồng bùn ơi. Cứ bình tĩnh đi. Để cho cháu bình tĩnh đi, trả ấy nào, trả lời câu hỏi nào. Nào, bố mẹ tên là gì? Bố mẹ tên là bố cháu tên là Tạ Đình Nghĩa. Mẹ tên là Phùng Thị Oan. Và cháu có anh Cường tên Cường 11 tuổi. Học lớp mấy? Học lớp 5. Ồ, đấy giỏi quá. Đã xa giỏi quá. Hoan hô, hoan hô, hoan hô. Học lớp 4. Có ông gì, bà gì? Ông Xíu. Ồ. Bà Lan. À, ôi dù ngoan thế. Đấy. Ông gì đấy? Ông trẻ gì? Ông trẻ gì đấy? Ông Sơn ở đấy. Có cậu gì nữa? Cậu gì? Cậu chi gì nhung? À đấy, ôi dồi xa nhỉ, xa nhớ đi, xa giỏi thật ấy. Đấy. Thế Thảo Tiên đang làm gì đấy? Thảo Tiên đang làm gì đấy? Thảo Tiên làm gì đấy? Ông Sơn kéo cho kẹo. Thảo Tiên làm gì đấy? Ông Sơn cho kẹo. Ai cho con kẹo? Thảo mới tuổi. Thảo Tiên là tự giới thiệu là bố mẹ tên là gì nè? Có bố gì nè? Mama tên là Phượng. Papa. Bố. Papa. Papa tên là gì? Papa tên là bố. Có em tên là gì? Có chị tên là gì? Chị tên là gì? Nhìn vào ông Sơn. Chị Vi.
Latina. Quá ngoan thế. Thảo mấy ngoan tuổi đấy. Thế ông trẻ gì đấy? Ông tên là gì? Ông gì? À rồi đấy. Bà ngoại tên là gì? Bà ngoại tên là gì? Bà tên là gì? Bà gì? Bà Nam. À thì ông gì? Có ông gì nữa? Còn ông gì nữa? Ông Xíu. Xíu. Con có bá gì? Bà Luân. Ai dù. Bà gì? Ai dù. Gì? Ôi dù. Chú gì? Chú gì? Cáo. Cao à. Mấy tuổi? Con năm nay mấy tuổi? 2 tuổi. Con 3 tuổi. 3 tuổi. Con đã đi học chưa? Đi học rồi đó. Ghê quá nhỉ. Giời ơi. Con tên là gì? Tên là Larissa. Ai Larissa? Cháu vừa đi học được 2 tháng thôi. Kinh quá. Cháu